Dịch tả heo châu Phi giết chết khoảng 20% đàn heo ở Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày hôm thứ Sáu 18 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Ted McKinney cho biết, dịch tả heo châu Phi đã giết chết khoảng 20% đàn heo ở Việt Nam và không rõ liệu ổ dịch này có ngăn chặn được hay không. Theo như Reuters, thì ông McKinney cho hay, theo như một số báo cáo, thì con số này có thể còn cao hơn. Trong tuần này, các viên chức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên bố sự lây lan của dịch tả heo châu Phi có dấu hiệu chậm lại và đang kêu gọi nông dân khôi phục lại đàn heo dịch bệnh. Mặc dù không gây hại cho con người, nhưng dịch tả heo châu Phi gây tử vong cho heo và hiện tại vẫn chưa tìm ra vaccine ngăn ngừa. Vào ngày hôm thứ Sáu 18 tháng 10, dự kiến doanh số xuất cảng thịt heo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 4 cho đến ngày 10 tháng 10 được phát hành, trong đó có chứa một số lượng đáng kể doanh số bán hàng có thể đã xảy ra trong những tuần trước. Thưa quý vị, doanh số này bao gồm lượng xuất cảng sang Mexico tăng vọt lên mức kỷ lục là 133.000 tấn từ 2.700 tấn vào mỗi tuần trước. Ông McKinney chia sẻ, ngoài thịt heo, người Việt Nam cũng còn đang mua thịt gia cầm, thịt bò và trâu nước để chuẩn bị cho lễ đón Tết Nguyên đán vào tháng Giêng năm sau. Phái đoàn Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt trước chuyến đi đến Việt Nam, bao gồm cả việc không đến thăm các trang trại Việt Nam. Và điều này giúp cho bảo đảm rằng các thành viên trong phái đoàn sẽ không vô tình mang dịch tả heo châu Phi trở lại Hoa Kỳ.